tiên cho Trần Sang xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đang follow theo kênh Trần Sang Keyboard, và đồng thời Sang gửi lời chào đến tất cả các anh chị học viên của lớp Trần Sang Keyboard, tất cả các anh chị ở trong và ngoài nước. Thì trước khi đi vào cái buổi hướng dẫn ngày hôm nay, cho Sang gửi lời cảm ơn, lời tri ân đến tất cả cô chú anh chị lúc nào cũng luôn bên cạnh, cũng tạo động lực cho Sang, cũng là tặng cho Sang những cái like để mà cho Sang có cái nguồn động lực. Thì Sang xin cảm ơn tất cả anh chị. Và đồng thời trước khi đi vào buổi hướng dẫn, Sang cũng xin thông báo đối với tất cả các anh chị học viên mới, chúng ta nhớ nhấn vào cái nút đăng ký phía bên dưới video để mà khi Sang giao bài chúng ta sẽ nhận được liền, tránh bị trôi bài và mất bài. Và một vài thông báo nhỏ đối với lớp. Rồi thì cái chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái một số cái chương trình chúng ta học về điệu Gumba Bodigo mà Sang mở rộng thêm cho tất cả các anh chị học viên để mà chúng ta học, để mà chúng ta đi làm show. Rồi thì cái kỹ thuật ngày hôm nay Sang sẽ hướng dẫn cho tất cả cô chú anh chị, đó là một kỹ thuật Gumba. Hai và cái bài hát của chúng ta đi tìm hiểu ngày hôm nay đó là bài Người Tình Không Đến. Bởi vì bài này đi làm show chúng ta gặp rất là nhiều nên Sang chọn bài này để Sang hướng dẫn cái kỹ thuật luôn. Thì đối với cái bài Người Tình Không Đến này thì Sang sẽ cho cái hợp âm gốc theo ca sĩ Như Quỳnh ha. Sang cho hợp âm gốc theo ca sĩ Như Quỳnh. Rồi xì tay, trong cái bộ xì tay thì trong bộ dữ liệu Sang gửi lớp, lớp chọn cho em cái xì tay Gumba. Tempo thì chúng ta chơi bài này ở tempo 7/9. Nam chúng ta hát gây thứ và nữ chúng ta hát la thứ ha. Rồi trong do là ca sĩ Như Quỳnh hát ở trong là si gián thứ nên là Sang transpo cộng 1 ha. Còn đối với anh chị khi làm show thì chúng ta cứ làm show là nam hát ghê, nữ hát la là được. Rồi đối với kỹ thuật của bài này đó là Sang chủ yếu là Sang sẽ nói về một kỹ thuật nâng cao cho chúng ta trong cái việc điệp Gumba Bodigo, đó là kỹ thuật nói âm. Nói âm là sao thì một tí xíu nữa thì Sang sẽ bảo bài, Sang sẽ nói sau. Và cái thứ hai nữa là kỹ thuật để mà chúng ta kết đoạn và kết bài, chúng ta sẽ có những câu lót như thế nào để chúng ta kết đoạn. Và cái thứ ba nữa đó là Sang muốn nhấn mạnh, đó là chúng ta bằng mọi giá chúng ta phải nắm cho được cái bộ hợp âm. Bởi vì cái nhà có kỳ cột thì bài hát nó phải có bộ hợp âm, chúng ta phải nắm cho chắc. Rồi bắt đầu Sang sẽ đi thẳng vào cái Sang đi thẳng vào bài luôn ha, để tránh làm mất thời gian. Thứ nhất là Sang sẽ hướng dẫn về intro, thứ hai Sang sẽ hướng dẫn về cái solo note, và cuối cùng là cái phần rất là quan trọng, đó là cái phần đi vào cái phần kỹ thuật. Rồi Sang sẽ đánh lại cái intro một lần và sau đó Sang đi vào hướng dẫn chi tiết nha. Rồi thì đối với thứ nhất đó là chúng ta sẽ áp dụng lại, chúng ta sử dụng lại cái kỹ thuật dồn trống ở trong cái xì tay Gumba. Sau khi chúng ta cho nó gõ dùi rồi, chúng ta sẽ chuyển qua cái intro số 3 để cho nó dồn trống. Thì trước đây cái dồn trống là Sang đã nói ở cái bài chuyện qua sim, Sang cũng đã nói ở cái bài sầu tiếng điệp học, Sang nói rất là nhiều rồi nên cái này Sang không nói lại nữa. Sang chỉ đọc cái nốt rồi sau đó chúng ta đi vào cái phần, chúng ta đi vào áp dụng kỹ thuật dồn trống này. Đó là thứ nhất, chúng ta đi câu, chúng ta nhìn lên màn hình, đó là thứ nhất là chúng ta sử dụng tiếng string nha, là mi mi son rê mi đô si la ha. Mi là vô la thứ liền, mi là chúng ta vô la thứ liền, mi son rê vô rê thứ, mi đô si la là trở về la thứ ha. Bắt đầu bay lên la đô son pha son đô, la đô son la son la son rê mi pha son đô ha. Rồi bắt đầu sau đó chúng ta chuyển qua bên cái tiếng guitar ha. Trong bộ dữ liệu thì lớp chọn cho em cái bằng dân tộc ha, chúng ta chọn cái bộ clip guitar. Rồi đầu đi câu mi re mi la là gơ gơ thứ bảy, mi gơ này ha, gơ thăng ha, chúng ta qua gơ thứ bảy, mi gơ mi la la son gê gê son là vô la thứ, gê son son gê đồ ha. Rồi bắt đầu mi thứ cái mi mi đề mi xì son pha mi trở về la thứ. Rồi bắt đầu đi lần hai, mi la la son đề đề mi, đề mi là vô là pha trưởng bảy, ố pha trưởng ha, pha trưởng bảy, pha trưởng bảy đúng rồi, đề mi mi đô là pha trưởng bảy ha. Rồi xì đề pha mi đề đô xì là chúng ta trở về la thứ. Rồi sang đánh đọc chậm, lại sang đánh nè, đang đọc chậm là chính tiên dùng tiếng string nè, mi son rê mi đô si la thứ nè, bắt đầu lên la nè, pha son đô nè, la đô son la son la son rê mi, chuyển qua mền đời và tên guitar lên, la son rê rê son
son đời đầu mấy trưởng lão ơi. Na 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 vừa hướng dẫn rồi vừa đọc cái nó bị dắt mất không sao, nhưng mà nếu như mà đánh mà không đổi gì hết thì nó quá đơn giản rồi ha. Rồi bắt đầu sang anh chị cứ nhìn cái thao tác cơ bản, rồi chúng ta nhìn lên trên màn hình ha, nó có cái nốt sẵn hết ha. Rồi bắt đầu sang sẽ đi vào cái phần solo nốt rồi ha. Và bắt đầu chúng ta phần này đọc nhanh nha, bởi vì nó có nốt trên màn hình hết rồi. Thứ nhất là mi mi son mi, tôi quen biết em giữa một đêm thật tình cờ. Mi mi son mi 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 đô, mi mi son mi là do la thứ. Mi mi son mi 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 đô la son la, và mi mi đô là mi thứ, la son la chơi vậy la thứ. La la đô la đồ là pha trưởng, là mi dẫn qua đời son mi đời đó. Đô rê son la la thứ, mi mi la la rê mi đô trưởng, mi la đô la la pha trưởng. Đô rê rê mi thứ mi son la, đoạn bơi tương tự ha. Còi tàu vang lên, còi tàu vang lên, mi son đô rê đô la son la, la la đô la đô pha trưởng, la la mi dẫn qua đê. Đô rê son la mi mi la la rê mi, giống nãy ha, khỏi đọc không âm lại ha, nhìn lên màn hình ha. Mi la đô la la son mi, son mi cái phải bỏ hợp âm, son mi đô rê đô la son la ha. Bắt đầu chở đoạn A đoạn B xong mới chuyển qua đoạn điệp khúc nè, vô trưởng nè. Son đô đô là đô trưởng, rê rê là rê thứ, mi mi là la thứ, mi la la là pha trưởng, đô la đồ là hoa, la trưởng, son mi rê và rê thứ, mi là son là la thứ, đô là rê mi là đô trưởng, rồi son mi rê mi mi bảy mi xì mi la son la, rồi hai tương tự nha. Thì bắt đầu thì cái phần đoạn thứ tư nó giống nhau đó, và sang solo note lại một lần ha. Thì chỉ có phần nào nhanh đó thì chúng ta cứ xả lại, chúng ta nhìn lên màn hình sang solo note sơ bằng là lớp cứ bấm dừng lại và sau đó xả lại nha. Thì cái phần tiếp theo thì Sang sẽ đi vào các phần kỹ thuật ha. Sang nói nhanh cái phần đầu để mà phần kỹ thuật Sang nói chậm lại cho lớp chúng ta dùng ha. Phần nào nhanh thì chúng ta làm gì cứ bấm dừng video. Rồi thì đối với cái phần kỹ thuật của chúng ta là Sang lúc nãy Sang nói đó là kỹ thuật gì, kỹ thuật nói âm là sao. Ví dụ như là khi khách người ta hát tôi quen biết em giữa một đêm thật tình cờ, mi mi son mi 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 đô la son la đô la đô ha. Chúng ta bắt liền ví dụ như là mi mi son mi 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 đô la son la, là nghe lúc là thì chúng ta kỹ thuật nói âm là sao, chúng ta sẽ đánh những cái nốt xung quanh cái nốt đó và đồng thời chúng ta bắt luôn cái câu sau vào trong cái nốt kia. Ví dụ như là mi son mi 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 đô la son la, chúng ta sẽ đánh những cái câu nghe lúc là chúng ta đánh đâu cũng được thôi,
na đô la son na đô la đô na mi mi son mi 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 đô la son la na na đô la đô bắt đầu na na dẫn qua đề chúng ta dắt luôn, ví dụ như là na 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 đô na 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 đô rê son la ha, bắt đầu nó dắt qua rê xong rồi nó đô rê son la nó dẫn về là sao nói lại phần này nè mi mi son mi 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 đô da son la na na đô la đô na 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 son mi rê đô rê son la dẫn hay không, thấy sao đánh cái câu không mi son mi rê đô rê bởi vì nó dẫn qua rê bắt đầu là mình lót lại câu nào liên quan tới nốt rê nó xung quanh nốt rê này nè đô rê rê son la dẫn qua nốt la luôn đó cái ý của sàn là như thế chúng ta lót cái câu nào ngay cái nốt đó tức là lót cái câu nào xung quanh cái nốt đó la đô la son la đô la đô rồi bắt đầu hỏi câu sau nó dẫn tới rê thì bắt đầu đánh câu mi son mi rê đô rê dẫn qua là đô rê đô la son la hoặc đô rê mi la sao cũng được miễn sao nó dẫn về là được ha. Rồi bắt đầu thì chúng ta thì cứ thế mà chúng ta sao chúng ta ôm cái kỹ thuật này tới lui, chúng ta không áp dụng cái bôi guitar nữa, chúng ta chỉ mình tính là kịp hôm nay phố rồi còi tàu vang lên xé màn đêm ra sòn la nơ đau phút giây này sợ ngày mai vẫn qua đời nào kê sợ câu dạy ta và sợ đường tình đê thì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình nên thật cái câu này thì trong bất cứ một cái bài gần ba nào khi nó trở về chú ông chúng ta áp dụng cái câu sang vừa lót này thì chúng ta áp dụng đều được hết tất cả các bài gần ba hai tập thứ nha mì gây thứ mì là đô rê gây thứ gây mi gây đô là sòn la ha mì là đô rê chúng ta chép vào giấy nè mì là đô rê gây thứ gây mi gây là mi thứ bảy gây mi gây đô là sòn la đọc lại mì là đô rê gây đô là sòn la ha ta đánh liên tục. Rồi, tức là cái câu đó chúng ta áp dụng cho tất cả các bài luôn. Cuối cái đoạn ha. Cuối cái đoạn A và đoạn B. Hay ví dụ như là chúng ta chế nha. Một câu nãy chúng ta chế ra mì la đô rê gây mi la đô la. Cũng là một câu nãy nữa. Mì la đô rê gây thứ gây mi là mi thứ 7. La đô la mì la đô rê gây mi la đô la. Chúng ta học chúng ta phải sáng tạo. Hay chúng ta đơn giản chúng ta suy nghĩ như thế. Hay cho một câu mẫu nhưng chúng ta phải sáng tạo. Rồi thì ví dụ như là như vậy tương tự như vậy thì cái đoạn thì chúng ta áp dụng cho những cái phần tiếp theo ví dụ như trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình nhiều phút giây này nói là ngày mai dắt qua đây chờ câu tan anh chúng ta có góp vào năm vẫn năm u mà người tình vào thiên đó cái ý của sang là vậy đó như vậy thì sang đó là sang vừa nói qua một cái kỹ thuật nói âm ha kỹ thuật nói âm và các phần tiếp theo thì sang sẽ điểm mẫu một lần cho lớp chúng ta hình dung lại những gì mà sang đã nói ha để cho lớp hình dung được cái mẫu điểm và sau đó chúng ta xem cái mẫu đó chúng ta học ha rồi sang sẽ làm mẫu một lần ha chờ sang tí.
Coi thì Sang chưa đi mẫu qua một lần ha. À, có nãy lúc nãy có một chỗ thì nó bị dốc ha, tại vì có lúc nãy thì bị chỗ bị dốc không sao, tại không sao, nói chung ở chỗ đó lớp chú ý lúc khắc phục tí xíu là được không sao ha. Rồi à, bây giờ Sang như vậy thì Sang cũng vừa làm mẫu qua một lần cho lớp chúng ta hình dung ha, thì phần nào nhanh thì lớp cứ xả lại chúng ta xem ha. Sang cứ nhấn mạnh lại một lần nữa ha, chúng ta thứ nhất là chờ cuối câu, ví dụ như là lúc nãy Sang có nói đó, Sang nhấn mạnh lại một lần này ha. Thứ nhất là chúng ta nhớ phải cho có dùi và sau đó áp dụng cái dùng trống ha. Rồi áp dụng cái dùng trống, dùng trống xong rồi bắt đầu là sau khi mà nó đánh cái câu gì, vòi cái vòi skin đầu tiên, sau đó cuối cùng nó cái gì, nó dồn qua bên cái mender để cho nó nó mạnh lên, sau đó chúng ta kết thúc để cho dòng hát. Đó là cái nhấn mạnh thứ nhất. Cái nhấn mạnh thứ hai, cái nhấn mạnh thứ hai đó là chúng ta nhớ là chuyện đó là cái kỹ thuật nối âm. Kỹ thuật nối âm là thế sao, tức là chúng ta nhớ ví dụ như là khách hát cái nốt đó thì chúng ta đánh cái nốt xung quanh nốt đó thôi, và chúng ta đánh một cái câu bất kỳ chúng ta nói qua cái nốt tiếp theo. Ví dụ nốt la thì la đó la son la, nói qua đồ, hoặc là nốt rê thì mi sốt mi, mi sốt mi rê đồ rê, đồ rê nói qua là à, mới được la đó la son la, nói qua mì, ví dụ như đó. Rồi cái ý là như vậy, để chúng ta đánh cái câu xung quanh cái nốt đó chúng ta nói qua cái nốt tiếp theo. Rồi nhớ là chúng ta phải cố gắng, chúng ta nhảy, chúng ta đi đón trước, chúng ta cho cái bài đó chúng ta phải nắm cái bố cục để chúng ta đón trước được cái nốt tiếp theo nó nằm ở cái nốt nào để chúng ta bắt liền ha. Người ta nói tại sao mà chúng ta không có bắt được cái nốt tiếp theo là bởi vì chúng ta không có nhảy. Chúng ta muốn nhảy chúng ta phải nắm được cái bố cục của bài hay chúng ta phải đi trước cái lời hát tí xíu ha. Rồi cái thứ hai nữa chúng ta nhớ là cái kỹ thuật kế kết nối bài, thì là đô đây đây, là đô là, thì là đô đây đây, đô là sọ là, thì những câu này chúng ta phải nhớ nằm lòng ha. Gặp những cái bài nào mà chúng ta không biết đó chúng ta cứ áp dụng vào. Và cái phần thứ ba nữa lúc nãy Sang quên nói, đó là cái kỹ thuật kết bài. Chúng ta ví dụ như là sau khi mà ví dụ như là sao đó 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 mí mí nè nè mí đó 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 nè dáng ba đê nè nè tần ta cô đơn và giấc mơ đó nè nè mí đặt rồi thầm té đau bắt đầu trở lại cho hát. Thì đó với kỹ thuật này chúng ta nhớ chúng ta dặn, ví dụ như là mi rê nè bỏ nè mi rê mi son la la, thì chúng ta ví dụ đội hầm tên tôi mi rê mi son la la, mi rê là gây thứ, mi rê là gây thứ, mi là mấy thứ, son lá là chỉ chủ âm, đặt gọi hầm tên tôi. Rồi như vậy thì cái phần này nó vừa dặn là nó vừa ao luôn bài, chúng ta ao luôn cho nó đơn giản, khỏi mất công đánh lại, khỏi mất công đánh lại solo note, hoặc là chúng ta đánh những kỹ thuật khác nó cầu kỳ mất công mà chúng ta cứ ao luôn, hay chúng ta đánh dặn xong cuối cùng rồi ao, hoặc là cuối cái điệp khúc chúng ta dặn xong chúng ta bắt lại ha. Những cái câu dặn này là Sang cũng đã hướng dẫn rồi. Rồi thì các bạn hướng dẫn đến đây Sang xin dừng ha, thì phần nào chúng ta chưa rõ thì lớp cứ hỏi lại Sang ha. Rồi Sang dừng cái phần hướng dẫn đây, thân mến chào tất cả cô chú anh chị cùng tất cả các bạn nha.